Hương Giang Mát Liêu lúc yêu tặng quà khủng, nói ngôn tình, chia tay dành cho nhau điều đặc biệt. Sau khi xác nhận tan vỡ, Hương Giang và Mát Liêu trở thành hai nhân vật được netizen bàn luận sôi nổi khắp các diễn đàn. Bộ đôi để lại nhiều ấn tượng đẹp với công chúng bởi mối quan hệ đáng ngưỡng mộ. Lúc yêu tặng toàn quà khủng. Suốt 2 năm yêu Mát Liêu, Hương Giang từng khiến hội chị em ghen tị khi nhận loạt quà giá trị từ bạn trai. Trong tiệc sinh nhật lần thứ 30 của giọng ca Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh, nam CEO khiến dân tình được dịp xôn xao khi chi hơn 100 triệu để mua túi hiệu tặng bạn gái. Có thể thấy, Mát Liêu hiểu rõ sở thích của nàng hậu sinh năm 1991. Chiếc túi hiệu hơn 100 triệu đồng không phải là món quà khủng nhất nam CEO từng dành tặng bạn gái. Năm 2020, Hương Giang gây xôn xao mạng xã hội khi khoe được bạn trai tặng xế hộp hơn 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cộng đồng mạng lại lan truyền thông tin người đẹp đã bán chiếc xe này. Dù chưa lên tiếng xác nhận, song thời gian gần đây, người hâm mộ cũng không thấy Hương Giang sử dụng xế hộp đắt giá được bạn trai cũ tặng. Thời còn mặn nồng, nam CEO biết cách tạo sự bất ngờ cho bạn gái. Trong những buổi hẹn hò lãng mạn, Mát Liêu thường tặng nàng hậu sinh năm 1991 những bó hoa lớn. Ngoài ra, anh còn tự hào chia sẻ hình ảnh và gửi lời chúc ngọt ngào đến nửa kia trên trang cá nhân. Không chỉ chuyện tình cảm, anh còn nhiệt tình ủng hộ sự nghiệp của giọng ca tặng anh cho cô ấy. Trong những sự kiện của Hương Giang, nam CEO cũng luôn đồng hành, thường xuyên thể hiện tình cảm bằng những câu nói ngôn tình. Nên duyên sau người ấy là ai, chuyện tình của Mát Liêu và Hương Giang chuẩn hình mẫu ngôn tình, chàng CEO nàng hoa hậu. Dù nghiêm túc trong công việc nhưng nam doanh nhân gốc Singapore nhiều lần khiến khán giả ôm tim bởi những câu nói đậm chất ngôn tình mà anh chàng dành cho nửa kia. Em à, anh không phải là người Việt nhưng câu nói này vô cùng quan trọng nên anh sẽ dùng tiếng Việt để em cảm nhận rõ nhất sự chân thành của anh. Nếu em chọn anh, em không cần hỏi anh đang ở đâu nữa vì anh sẽ mãi ở bên cạnh em. Mát Liêu bày tỏ tình cảm với Hương Giang tại người ấy là ai. Chỉ qua một vài câu nói, nam doanh nhân người Singapore đã hạ gục các đối thủ để chiếm trọn trái tim Hương Giang. Anh đến để tìm Hương Giang. Em à, gặp được nhau là do ý trời, có thể ở gần nhau hay không là do ý em. Nhiều khán giả cho rằng khi quay người ấy là ai, Mát Liêu đã có kịch bản từ trước, song không thể phủ nhận những câu nói của anh chàng dành cho Hương Giang quá đỗi ngọt ngào. Trong suốt thời gian yêu đương, Mát Liêu cũng liên tục khiến khán giả lùi tim khi đăng nhiều dòng trạng thái không thể ngôn tình hơn. Từ việc nhỏ nhất như sắm xế hộp đến tính toán cho tương lai. Cheating for two, one's mine and one's yours. Tạm dịch, chỗ ngồi cho hai người, một là của tôi và một là của bạn nhé. Mát Liêu đăng tải dòng trạng thái kèm hình ảnh xế hộp xịn. Dù có gặp khó khăn như thế nào, anh vẫn sẽ ở cạnh em, tâm sự với em, giải quyết cùng em, đồng hành và hỗ trợ em trong mọi thử thách trong tương lai. Mát Liêu hứa hẹn với Hương Giang trong sinh nhật tuổi 30 của nàng hậu. Tuy không thể thực hiện trọn vẹn như những gì đã nói, song nam doanh nhân vẫn nhận được lời khen của khán giả trong thời gian yêu Hương Giang. Hậu chia tay vẫn dành cho nhau điều đặc biệt. Sau khi chia tay, Mát Liêu vẫn dành cho Hương Giang một vị trí đặc biệt. Trên Instagram cá nhân của mình, nam doanh nhân chỉ theo dõi một mình nàng hậu. Những hình ảnh chụp cùng Hương Giang khi hẹn hò, Mát Liêu vẫn lưu giữ như một kỷ niệm đẹp. Trước đó, dưới bài đăng thông báo tin tức chia tay, Mát Liêu viết: "Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới." Thông tin Hương Giang và Mát Liêu chia tay khiến nhiều khán giả tiếc nuối, nhất là đối với nàng hậu chuyển giới. Sau khi chia tay, Hương Giang và Mát Liêu vẫn xem nhau là bạn bè. Việc Mát Liêu giữ lại những hình ảnh chỉ theo dõi một mình nàng hậu cũng cho thấy sự quan tâm, tôn trọng.